Chào mừng quý vị đến với Boxcom. Trong video này chúng tôi ra mắt với quý vị và các bạn mẫu chậu chữ nhật giả cổ. Như quý vị đang nhìn thấy thì với mẫu chậu chữ nhật giả cổ của chúng tôi được kết hợp rất hài hòa giữa màu xanh, màu vàng và màu tím. Ngoài ra thì chậu đây cũng là một chiếc chậu rất là dày dặn của lò gốm Mỹ như quý vị đang nhìn thấy. Chiếc chậu giả cổ của chúng tôi thì có các kích thước đó là 50, 40, 33, 24. Và chiếc chậu chữ nhật giả cổ 50 của chúng tôi với kích thước phủ bì là 50 x 37 x 13, kích thước lọt lòng 45 x 32 x 12, có giá bán là 600.000 đồng một chiếc. Chiếc chậu chữ nhật giả cổ 40 có kích thước phủ bì 40 x 32 x 13, kích thước lọt lòng 34 x 26 x 8, có giá bán là 480.000 đồng một chiếc. Chiếc chữ nhật giả cổ 33 với kích thước phủ bì là 33 x 25 x 10, kích thước lọt lòng 28 x 20 x 6, có giá bán là 320.000 đồng một chiếc. Chiếc chữ nhật giả cổ 24 với kích thước phủ bì là 24 x 17 x 8, kích thước lọt lòng 20 x 13 x 4, có giá bán là 240.000 đồng một chiếc. Quý vị quan tâm tới mẫu chậu giả cổ vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin cho chúng tôi theo số điện thoại 0966 061 033. Quý vị hãy nhấn vào link bên dưới để nếu quý vị muốn tham khảo thêm nhiều mẫu chậu mối đôn của Boxcom. Chúc quý vị và các bạn có một ngày làm việc vui vẻ, bình an hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin chào.